Một chiếc đồng hồ có dấu ấn Việt Nam được đấu giá cách đây 6 năm tại nhà đấu giá Philips năm 2017 có mức giá trên 5 triệu đô. Quý vị chắc hẳn đã đoán ra đó chính là chiếc đồng hồ Rolex của vô đại đúng không ạ? Và ngày hôm nay, Hiệp sẽ giới thiệu tới quý vị một chiếc đồng hồ cũng thuộc series đó mang tên 6062 với mã hiệu với nickname là Stellene. Chiếc đồng hồ đó có gì đặc biệt? Mức giá của nó đang được định giá là từ 705 đến 1 triệu tư. Có gì đặc biệt, tình trạng của nó ra sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này quý vị khán giả nhé. Và đây chính là chiếc Rolex Stellene 6062. Quý vị có biết Stellene có nghĩa là gì không ạ? Quý vị có thấy những cái chấm ở trên mặt số, có những index, có những cái cọc số hình ngôi sao không ạ? Thì Stellene trong tiếng Ý đó là những ngôi sao nhỏ, và đó là biệt danh của chiếc đồng hồ 6062 này. Ok, sau đây thì chúng ta cùng đánh giá về chiếc Stellene 6062 này quý vị khán giả nhé. Như chúng ta đã biết thì có một chiếc đồng hồ Stellene rất là nổi tiếng. Và chiếc đồng hồ đấy thì không có cọc số là ngôi sao. Và chiếc đồng hồ đấy lại có biệt danh, một biệt danh rất là hay. Một biệt danh có liên quan đến dấu ấn Việt Nam, đó chính là Rolex 6062 Bảo Đại. Đấy chính là chiếc mà được nhà Philips đấu giá năm 2017 với mức giá trên 5 triệu Swiss francs. Điểm khác biệt giữa chiếc đồng hồ này và chiếc đồng hồ đó thì có lẽ tôi sẽ dành thời gian sau này để làm một cái video khác. Tuy nhiên là với chiếc đồng hồ này, cái điểm đặc biệt nhất và cái điểm mà khác biệt với chiếc Rolex Vua Bảo Đại đó chính là cái mặt số màu trắng. Nếu như trong bất động sản thì có 3 yếu tố chính tạo nên một bất động sản giá trị, đó là vị trí. Thì với đồng hồ cũng vậy, với đồng hồ thì có 3 yếu tố chính, một là tình trạng, thứ hai là tình trạng và thứ ba cũng là tình trạng nốt. Thì với chiếc đồng hồ này, tình trạng so với một chiếc đồng hồ đã được bán ra năm 1952, hiện tại đã 71 tuổi, thì đây là một chiếc đồng hồ tình trạng rất tốt. Chúng ta có thể thấy được tình trạng của chiếc đồng hồ này tốt ở những vị trí sau, tôi sẽ chia sẻ tới quý vị. Thứ nhất đó chính là những cái vân xước ở trên chiếc đồng hồ này, ở dáng ở vỏ tay càng này, bezel này, và ở phía đằng sau gầm những tay càng có những vân xước vẫn là original. Ngoài ra ở những cái stand, những cái dấu triện thì đều rất là sâu, nguyên bản. Đó, dáng vỏ của chiếc đồng hồ thì vẫn còn nguyên vẹn chứ không bị mất đi sau những người chủ bị mua đi bán lại, và mỗi lần mua đi bán lại đấy thì những người bán lại đánh bóng chiếc đồng hồ và chiếc đồng hồ lại mất đi một chút giá trị. Chiếc đồng hồ này thì giữ được nguyên vẹn những giá trị ban đầu từ cây rồi dây vỏ và đặc biệt là mặt số. Lát nữa chúng ta sẽ điểm qua về phần mặt số sau quý vị khán giả nhé. Hiện tại chiếc đồng hồ này là chiếc đồng một trong số 3 chiếc đồng hồ có chức năng Moon Phase của nhà Rolex. Và như quý vị đã biết, chiếc đồng hồ Vua Bảo Đại cũng là một chiếc đồng hồ cùng cái series này 6062. Ngoài ra chúng ta sẽ có một phiên bản là Padelone mang mã hiệu 8171. Chiếc đồng hồ đó thì có đường kính lớn hơn và biệt danh của nó đã nói lên tất cả. Padelone tiếng Ý đó là chiếc chảo lớn. Và chiếc đồng hồ đó có size 38mm. Tuy nhiên với cá nhân tôi thì tôi vẫn thích chiếc đồng hồ này hơn, bởi vì nó có cái dáng vỏ rất classic. Sau này thì những chiếc đồng hồ có dáng vỏ Oyster vẫn sử dụng cái size và cái case truyền thống này. Đó. Có một điểm nữa mà tôi muốn nói về tình trạng của chiếc đồng hồ mà tôi cũng rất muốn chia sẻ với quý vị, đó chính là gì? Chính là núm của chiếc đồng hồ này. Quý vị đã biết là sau này khi Oyster thương hiệu ra cái chức năng vỏ Oyster chống nước ấy, thì nó là có núm vặn screw down, có nghĩa là núm vặn chống nước. Thì với chiếc đồng hồ như thế này, nếu như đem vào service ở hãng, tại chính hãng họ cũng sẽ thay luôn núm vặn chống nước luôn. Tuy nhiên ở với chiếc đồng hồ này là núm vẫn nguyên bản từ thời những năm 1952, đó là núm rút bình thường. Đó, đây, quý vị có thể thấy không ạ? Đó. Chỉnh giờ phút ở đây. Ok, về chức năng của chiếc đồng hồ này thì như chúng ta đã biết có chức năng là thứ, tháng và lịch tuần trăng. Ngoài ra chúng ta sẽ có ngày hình dạng kim ở góc này. Đó. Và chúng ta sẽ tinh chỉnh lịch ở đâu? Ở đây, chúng ta sẽ thấy thân của đồng hồ có những cái nút tinh chỉnh bằng cây chọc. Quý vị có thấy được những cái vết tím ở trên thân của chiếc thân vỏ của chiếc đồng hồ này không ạ? Những cái vết tím tím này là gì? Chắc hẳn là anh em và quý vị nếu như mà đã có thời gian chơi vàng hay là đeo đồng hồ vàng nhiều thì cũng sẽ biết được vết tím tím này, đó là một vết gọi là oxy hóa kiểu như vậy. Nếu như chúng ta ít khi đeo những chiếc đồng hồ vỏ vàng
thì nó sẽ bám, ở Việt Nam chúng ta gọi là tiết đỉa ấy ạ. Thì cái việc mà nó lên cái màu này là hoàn toàn bình thường với những chiếc đồng hồ ít đeo hoặc thường xuyên để ở trong tủ. Đó, quý vị có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ lâu ngày không được đeo, thế nên là cái việc mà lên ám cái màu tím tím này nó ở khắp các thân vỏ gọi là patina. Đó, patina. Với những người chơi đồng hồ, họ rất là thích đeo những chiếc đồng hồ kiểu như thế này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hết được cái vết patina này? Rất đơn giản là chúng ta chỉ cần một khăn lau vàng đơn giản, chúng ta lau nó nhẹ nhàng một vài lần, hoặc là chúng ta đeo thường xuyên thì cái vết này nó sau một vài lần chúng ta rửa tay chẳng hạn, hoặc là sau một vài lần chúng ta lấy khăn chúng ta lau thì nó sẽ tự hết. Đó. Về dây của chiếc đồng hồ này trong tình trạng rất là tốt. Đó, quý vị có thể thấy đây, phần khóa của chiếc đồng hồ cũng sẽ có phần patina. Đó. Đây, tôi mở khóa ra quý vị có thể thấy được khóa của những chiếc đồng hồ những năm 1950 nó sẽ như thế nào. Về phía sau, mặt sau đây, chúng ta có thể thấy được phần chạm khắc, phần khắc chữ rất là nét. Đó, phần khắc chữ rất là nét. Phía đáy của chiếc đồng hồ, ở tại những phần chiện thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được những vết khắc rất là sâu, vết chạm rất là sâu. Nếu với những chiếc đồng hồ thường xuyên bị đánh bóng thì thứ nhất là những cái vết xước original nó không còn, thứ hai nữa là những stem là nó sẽ bị mất đi. Thì chiếc đồng hồ này tổng hợp lại đó là tình trạng rất tốt, đó, tình trạng nguyên bản. Ở cuối video thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút những chi tiết thú vị ở trên mặt số chiếc đồng hồ này. Đầu tiên đó chính là ở rìa ngoài cùng của mặt số, đó là rìa thể hiện những cái số ngày của đồng hồ, chúng ta sẽ được hiển thị bằng một cái kim hình mũi tên. Cái màu của cái rìa của số in ấy là màu xanh đậm. Đó, và khi chúng ta nhìn đây ở phiên bản này, chúng ta sẽ thấy cái số 6 và số 9. Số 6 và số 9 ở trên cái ring ngày này nó là open. Và quý vị có biết tại sao nó lại gọi open không ạ? Bởi vì cái phần đây, cái phần số 6 và số 9 nó không chạm vào nhau. Cái đuôi cái số 8 và số 9 nó không chạm vào nhau. Đó, quý vị thấy không ạ? Đây, như tay tôi đang chỉ đây. Đấy, nó không chạm vào nhau. Đây là một cách để chúng ta phân biệt được chiếc đồng hồ đã bị thay thế hay chưa, thay đổi mặt hay chưa. Đó, một chi tiết rất là nhỏ. Rồi, đồng hồ hiển thị thứ tháng, lịch tuần trăng. Rồi, và ở những vị trí ở trên mặt số chúng ta sẽ thấy là sẽ được index những cái cọc số là ngôi sao. Ok, sau đây tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn và có chu vi là 17. Đây, quý vị có thể thấy rất là elegant. Quý vị cảm thấy thế nào ạ? Tất nhiên là với những chiếc đồng hồ cổ điển thì không phải là ai cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên là đối với bản thân tôi thì tôi thích chiếc đồng hồ này hơn, và tôi nếu như có điều kiện thì tôi cũng sẽ sở hữu và sẽ mong muốn có một chiếc. Đấy, quý vị có thể thấy là chiếc đồng hồ khi lên tay của cổ tay người châu Á nó rất là phù hợp và rất là đẹp mắt. Đó, nó rất là elegant, rất là classic, cổ điển. Đó. Và chiếc đồng hồ này thì hiện tại đang xuất hiện lot 903, một lot lớn, lot cuối cùng trong session 1 của ngày 24. Và chiếc đồng hồ này hiện tại đang được định giá từ 705.000 USD đến 1,4 triệu USD. Tôi không nhầm đâu quý vị ạ. USD, từ 705.000 USD đến 1,4 triệu USD. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy cùng comment ở phía dưới video. Và nếu quý vị mong muốn có những video thú vị và hấp dẫn hơn về đồng hồ, đừng ngần ngại like kênh của Gia Bảo. Cảm ơn quý vị đã follow